cô chú giúp đỡ con vượt qua khó khăn. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều. Các cô chú trong chương trình Nói Vòng Tay Thương đã giúp đỡ con mua sách học tập. Con rất vui khi được nhận quà. Quý vị, bình minh sẽ thắp sáng trên môi của những em nhỏ cùng với những vòng tay thương của tất cả chúng ta, tất cả quý vị. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đã đến tham dự cùng với chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cá nhân doanh nghiệp đã tài trợ, đồng hành cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn triển khai chương trình Nối Vòng Tay Thương. Và hy vọng là với sự hỗ trợ chung tay của tất cả quý vị thì cả về mặt vật chất lẫn tinh thần,
một cách bền vững và lâu dài thì các em nhỏ sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đảm bảo điều kiện để các em có thể phát triển toàn diện và trở thành những người có ích cho xã hội. Thêm một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng đến tham dự và quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.